chào quý vị khán giả của truyền hình STTN. Kính thưa quý vị, hôm nay là Chủ nhật ngày 18 tháng 9 năm 2016. Phương Thùy hiện đang có mặt tại câu lạc bộ Mai Bố Phương để gửi đến quý vị một bài hình ảnh về buổi lễ giỗ tổ cải lương do nghệ sĩ Linh Châu tổ chức. Bây giờ Phương Thùy xin kính mời quý vị theo dõi những hình ảnh sau đây. Linh Châu cũng mong muốn rằng ở cái hải ngoại này, các em đã yêu thích bộ môn cải lương này thì thứ nhất là tập tiếng nói cho nó quen, thứ hai tập ca, thứ ba là tập diễn, rồi phải nói là khi đã ca đã diễn đã nói được đã khó rồi mà tập trung lại càng khó hơn. Chính từ chỗ đó vậy là Linh Châu cũng muốn rằng tất cả các em dù xa gần, dù ở bất cứ nơi đâu, như mình là người Việt thì cùng chung tay bảo tồn cái nghệ thuật cải lương của mình, dù là khó khăn cái mấy cũng nên chung sức với nhau và đoàn kết. Cái môn này nó ăn vào trong máu tim mình rồi. Khi mình qua đây á, thì ngoài cái công việc tay trái, mình cũng yêu cái nghề và mình luôn luôn trau dồi cái nghề này, dù là ít có hát nhưng mà vẫn yêu nghề và kêu gọi anh em mình ngồi lại với nhau để giữ gìn cái bộ môn này. Tại vì cái bộ môn cổ nhạc này nó là cái bộ môn phải nói là truyền thống của dân tộc Việt Nam mình, mà ai cũng biết, từ miền Nam miền Bắc ai cũng biết hết, cho nên bộ môn này lúc nào anh cũng giữ ở trong mình. Phương Thúy và Thái Thảm từ trên từ xa hướng về xin kính chào tạm biệt quý vị.